Dừng hoạt động phong tỏa ở chợ đầu mối phía Nam Hà Nội. Thưa quý vị, sáng nay 28 tháng 7, Chủ tịch quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm cho biết, tối ngày 27 tháng 7, quận Hoàng Mai phát sinh một ca F0 là người bán trứng tại chợ đầu mối phía Nam còn gọi là chợ Đền Lừ do công ty Hapro quản lý. Bệnh nhân sinh năm 1991, bị sốt từ tối ngày 26 tháng 7. Người này đi khám bệnh tại bệnh viện Thanh Nhàn vào sáng ngày 27 tháng 7, phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 Chính quyền đã cho phong tỏa, dừng hoạt động chợ đầu mối để khử khuẩn và truy vết từ 22 giờ ngày 22 tháng 7. Lực lượng y tế của quận và phường đã khẩn trương xét nghiệm sàng lọc những người bán hàng tại chợ. Thông báo tìm những người mua hàng liên quan để kiểm tra và theo dõi. Ông Tâm cho hay, đây là khu vực chợ đầu mối phía Nam có đông người mua bán, do vậy quận sẽ quyết liệt truy vết trong sáng nay. Theo báo cáo nhanh của phường Hoàng Văn Thụ, các bệnh bán hàng tại khu A của chợ gần ban quản lý chợ trong vòng 14 ngày Người này chỉ bán trứng ở chợ rồi về nhà, không đi đâu, không ra khỏi Hà Nội. Sau khi nhận chứng từ người giao người chồng trở ra cho vợ bán tại chợ. Hiện bệnh nhân được điều trị tại bệnh viện Thanh Nhàn. 21 giờ ngày 27 tháng 7, sau khi nhận thông tin, phường đã ra thông báo tạm thời phong tỏa ngách 15 ngõ Cốc Đề, phường Hoàng Văn Thụ, tổ chức phun khử khuẩn toàn bộ khu vực. Số liệu COVID-19 vênh nhau, Hà Nội đề nghị Bộ Y tế đính chính. Thưa quý vị, Bộ Y tế sáng nay công bố số ca COVID mắc mới tính từ 19 giờ ngày 27 tháng 7 đến 6 giờ ngày 28 tháng 7 tại Hà Nội là 69 ca. Tuy nhiên, bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết thông tin này không chính xác. Hà Nội chỉ ghi nhận 18 trường hợp mắc mới trong khoảng thời gian này, trong đó 16 ca tại cộng đồng và 2 ca tại khu cách ly tập trung. Bà Hà cũng đề nghị các báo điều chỉnh số liệu chuẩn xác để người dân không hoang mang về tình hình dịch bệnh tại thủ đô. Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cũng cho biết Số liệu được cập nhật theo khung giờ của Bộ Y tế, vì thế cần thống nhất thông tin chuẩn xác tránh gây hoang mang cho dư luận. Đây không phải lần đầu tiên số liệu công bố giữa Bộ Y tế và các địa phương, trong đó có Hà Nội vênh nhau. Trên thực tế, số liệu Bộ Y tế tổng hợp muộn hơn các địa phương nên số liệu thường có độ trễ. Đơn cử hôm qua ngày 27 tháng 7, Bộ Y tế công bố Hà Nội có 23 ca COVID-19, song số liệu từ Sở Y tế Hà Nội là 76 ca. 6 tỉnh thành miền Tây đón người về từ thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Long An, Bến Tre, Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang, Cà Mau lên phương án đón người dân đang kẹt tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ về quê. Theo Hội đồng hương Long An tại thành phố Hồ Chí Minh, người dân đăng ký về quê cần có giấy test nhanh âm tính với COVID-19. Phải cách ly tập trung 14 ngày, tự trả chi phí gần 3,9 triệu đồng. Dự kiến đầu tháng 8, tỉnh cho ô tô đón hơn 1.000 người về. Tại Bến Tre, ông Phạm Thanh Hùng, Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội, cho biết Ngày 30 tháng 7, tỉnh sẽ dùng ô tô đón khoảng 1.400 người từ thành phố Hồ Chí Minh về quê với điều kiện có kết quả xét nghiệm âm tính nCoV trong thời gian 3 ngày. Khi về địa phương, bà con sẽ phải cách ly tập trung 7 ngày và theo dõi tại nhà thêm 7 ngày nữa. Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch thành phố Cần Thơ cho biết sẽ bố trí xe đến các địa điểm tập kết ở thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương để đón khoảng 1.000 người rồi đưa về các khu cách ly tập trung. Địa phương có gần 40 khu cách ly tập trung với khả năng tiếp nhận 5.000 người. Hiện đang có 2.000 người cách ly. Kiên Giang, Hậu Giang và Cà Mau cũng đang lên kế hoạch đón hàng nghìn công dân tại tâm dịch của cả nước về địa phương. Trong đó khoảng 800 người Kiên Giang ở Sài Gòn đang có nhu cầu về quê. Đến chiều ngày 27 tháng 7, 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long ghi nhận 10.651 ca nhiễm, chiếm 9,6% tổng ca nhiễm cả nước. Các tỉnh này cùng thành phố Hồ Chí Minh và 5 tỉnh khác ở Đông Nam Bộ đang giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Thưa quý vị, DKN TV sẽ liên tục cập nhật các tin tức trong và ngoài nước để gửi tới quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã đồng hành và ủng hộ cho chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.